Kiều, em sinh năm 99 và hiện tại em là 23 tuổi. Hiện tại em đang sống ở Đà Nẵng và em mong muốn tìm một người yêu Hàn Quốc. Và em rất thích món ăn của Hàn Quốc, em rất thích các nước Hàn Quốc. Em mong muốn tìm một người yêu độc thân. Và em có hiện tại đang